Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện sư thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 94. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 171. Thập nghĩa giả, cụ nhị trí, đoạn nhị chướng, giác nhị đế, đắc tự tha nhị lợi, như mộng giác hoa khai nhị dụ. Hợp chi di thập nghĩa giả? Đây là giải thích ý nghĩa của chữ Phật thường được nhắc đến trong Kinh Phật. Nói tới thập nghĩa Phật, cụ nhị trí là căn bản trí và hậu đắc trí. Mỗi vị đồng tu học Phật đều hết sức quan tâm chuyện này, mà cũng đều mong chính mình có thể đạt được trí huệ này. Tuy hết sức tha thiết mong mỏi, mấy ai đạt được? Vì sao chẳng đạt được? Trước hết phải tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân vì sao chúng ta chẳng thể đạt được, thì chúng ta mới hòng đạt được. Phải biết căn bản trí hết sức trọng yếu, không có căn bản trí chắc chắn chẳng có hậu đắc trí. Giống như cái cây, trước hết nhất định phải có rễ, trước hết phải có gốc thì mới có cành lá hoa quả. Nếu rễ không có, làm sao nó có thể khai hoa kết quả? Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Vì vậy căn bản trí hết sức trọng yếu. Trong thế hệ chúng ta, giáo học trong Phật học đã hoàn toàn bỏ mất căn bản trí. Bỏ mất căn bản trí thì hậu đắc trí cũng chẳng có. Nói thật ra, như Ngài Thanh Lương đã nói trong Hoa Nghiêm Sớ Sao, quý vị chẳng nghiên cứu Phật học thì hàng ngày tăng trưởng vô minh. Nhưng quý vị hàng ngày nghiên cứu Phật học thì hàng ngày tăng trưởng tà kiến. Chuyện này rất phiền phức. Chẳng phải là tăng trưởng vô minh bằng tăng trưởng tà kiến, làm sao có thể thành tựu? Chẳng thế nào. Ngược lại, chúng ta thấy giáo dục cổ đại của Trung Quốc vào thời cổ, không riêng gì Phật môn mà ngay cả giáo học trong pháp thế gian cũng đều coi trọng bồi dưỡng căn bản trí. Nếu thật sự có tâm mong đạt một chút thành tựu trong Phật pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, quý vị phải đặc biệt chú ý. Căn bản trí sanh từ tâm thanh tịnh.
tâm chẳng thanh tịnh, lấy đâu ra trí huệ? Giáo học trong Phật môn vào thời cổ, hễ xuất gia xuống tóc, bèn 5 năm học giới. Thời gian 5 năm này nhằm bồi dưỡng căn bản trí. 5 năm học giới chẳng phải là bảo quý vị nghiên cứu giới luật, chẳng phải vậy. Quý vị chẳng có tư cách nghiên cứu giới luật. Giới luật là một môn học vẫn rất rộng, giống như pháp luật trong thế gian. 5 năm học giới là học phương thức sinh hoạt của người xuất gia, giống như huấn luyện học trò mới trong Phật môn. Ngày nay chúng ta đi học, đại khái là đến trường. 3 tháng đầu nhằm huấn luyện học sinh mới, còn thời gian huấn luyện học trò mới trong Phật môn là 5 năm. Đây là huấn luyện nhập ngũ. Sự huấn luyện ấy có 2 trọng điểm. Thứ nhất là giáo dục, sinh hoạt, tập quen với nếp sống của người xuất gia. Thứ hai là bồi dưỡng căn bản trí. Bồi dưỡng căn bản trí ra sao? Học thuộc lòng kinh điển. Trong 5 năm ấy, trong chùa có giảng đường, pháp sư giảng kinh, quý vị không có tư cách nghe. Tọa thiền trong thiền đường, niệm Phật trong niệm Phật đường, quý vị thấy đều không có tư cách tham dự. Ngoài làm xong công tác được giao ra, quý vị tự tìm thời gian để học thuộc lòng kinh điển. Học thuộc kinh gì? Tùy theo mỗi tông, mỗi phái mà khác nhau. Nếu quý vị học Hoa Nghiêm tông, đương nhiên phải thuộc kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm to như vậy, quý vị phải đọc thuộc từ đầu đến cuối. Nếu quý vị học Thiên Thai tông, phải học thuộc kinh Pháp Hoa. Chú giải kinh Pháp Hoa cũng phải thuộc. Đối với chú giải, học thuộc bộ Pháp Hoa Văn Cú của Trí Giả Đại Sư, phân lượng rất đáng nể. Lại còn phải thuộc Ma Ha Chỉ Quán. Trong 5 năm phải thuộc những bộ ấy. Nếu học Duy Thức Tông, đối với 6 kinh 11 luận, trong 6 kinh phải thuộc 1 hoặc 2 kinh. Trong 11 luận phải thuộc 3 hay 4 bộ luận. Trong đó bộ lớn nhất là Vô Già Sư Địa Luận phải thuộc. Nếu quý vị chẳng thuộc, chẳng có tư cách học Duy Thức. Vì thế cổ nhân đều phải thuộc sách. Học thuộc sách chính là tu căn bản trí. Chứ gì phải hiểu, học thuộc sách là tu giới, tu định, tu huệ. Hoàn thành giới định huệ tam học cùng lúc. Tu tịnh độ đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng trong không ngoại lệ cũng có một chút ngoại lệ. Tịnh độ tông lấy 3 kinh 1 luận làm chủ, phân lượng quả thật ít hơn nhiều lắm. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh A Di Đà, giảng sanh luận nhất định phải thuộc. Nếu tính cả chú giải thì phân lượng khá lớn. Này quý vị lấy một cuốn sách to lớn này chính là chú giải kinh A Di Đà. Quý vị nghĩ xem, muốn thuộc bộ này cũng chẳng phải là chuyện dễ. Cái gọi là trong không ngoại lệ còn có ngoại lệ của Tịnh Độ Tông chính là gì? Nếu quý vị chẳng thuộc kinh cũng được, thiên bẩm của chính mình chẳng đủ, trình độ rất kém cỏi. Thậm chí trong những người học tịnh độ, có những người còn chẳng biết chữ, cũng học tịnh độ được. Quý vị cứ niệm một câu A-di-đà Phật định rốt cùng, cũng có thể thành công, cũng có thể khai trí huệ. Vì thế, pháp này quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Thật sự là một pháp môn đặc biệt. Hiện thời, pháp môn tịnh độ là pháp môn duy nhất có thể cứu độ hết thảy chúng sanh. Bất luận là đồng tu xuất gia hay tại gia, đều phải phát tâm hoằng dương rạng rỡ tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ, 16 vị Bồ Tát, tức là nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ, đều là tại gia. Chánh sĩ là Bồ Tát, họ mang thân phận là Đẳng Giác Bồ Tát, có cùng địa vị Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, đều hiện thân cư sĩ tại gia. Muốn hoằng dương tịnh độ thì tam kinh nhất luận nhất định phải thuộc. Phân lượng của tam kinh nhất luận cũng chẳng lớn, dài nhất là kinh Vô Lượng Thọ,
Kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 2 quyển. Nay chúng ta dùng bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, trong ấy chia ra tất cả là 48 chương. Mỗi một chương là một khóa, 48 khóa. Văn tự trong mỗi khóa cũng chẳng dài, rất dễ đọc thuộc lòng. Người thuộc Kinh Di Đà rất nhiều, nhưng Kinh Di Đà có 3 loại phiên bản. Tốt nhất là cả 3 phiên bản đều phải đọc thuộc lòng. Bản chúng ta hiện đang sử dụng do Cư Ma La Thập Đại Sư dịch. Trừ bản ấy ra, còn có bản dịch của Huyền Trang Đại Sư và bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư do tôi đem từ Mỹ về gần đây. Kinh A Di Đà có 3 phiên bản, chúng ta đều có đủ. Điều này hết sức hiếm có. Cứ sao nói học thuộc sách là tu căn bản trí. Căn bản trí là tu tâm thanh tịnh. Lúc học thuộc sách là tu giới luật, tinh thần của giới luật chỉ gồm 8 chữ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác là giới tiểu thừa, chúng thiện phụng hành là giới Bồ Tát. Chúng ta niệm kinh, trong tâm chẳng nghĩ đến chuyện xấu, chẳng dấy vọng tưởng, đó là chư ác mạt tác, giới tiểu thừa trọn đủ. Kinh điển từ chân như bổn tánh của Như Lai lưu lộ là điều thiện nhất trong các điều thiện, chẳng có gì lành hơn. Chúng ta niệm kinh là chúng thiện phụng hành, do vậy quý vị niệm kinh hết thảy giới luật thấy đều trọn đủ, chẳng sót một điều nào. Quý vị nói phải tu giới luật, niệm kinh là được rồi. Khi niệm kinh phải chuyên tâm, vì nếu quý vị đọc thuộc lòng thì phải chuyên tâm. Chuyên tâm là tu định. Đối với bộ kinh này, từ Như Thị Ngã Văn tới Tính Thọ Phụng Hành, niệm rõ ràng, rành rẽ, chẳng niệm sai chữ nào, chẳng niệm điên đảo câu nào, đấy là tu huệ. Khi niệm kinh, quyết định cho nên suy tưởng ý nghĩa trong kinh. Dẫu đang niệm kinh, bỗng nhiên những ý nghĩa trong kinh chợt dọt ra, đừng quan tâm tới, vẫn cứ niệm tiếp. Giờ nghĩ câu này nói như thế nào, ý nghĩa này hay quá, thôi rồi, cả 3 thứ giới định huệ đều chẳng có. Giới không có vì quý vị dễ vọng tưởng, định cũng không có, huệ cũng không có. Do vậy, niệm là thật thà niệm một mạch từ đầu đến cuối. Cách niệm ấy là tu hành, là hoàn thành 8 học giới định huệ cùng một lúc. Đó gọi là tu căn bản trí. Vì thế trong Phật môn, thời gian học giới là 5 năm. Nhưng hiện thời những kẻ xuất gia, phải nói đúng là thiếu thiện căn mà cũng chẳng có phước đức. Vì sao? Tâm bất định, đi lung tung khắp nơi. Hãy đi lung tung, tâm cũng loạn theo. Quý vị đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, nhiều sự. Nói cách khác, khiến cho đầu óc đầy ấp những suy nghĩ loạn xạ. Cổ nhân nói, tri sự đa thời phiền não đa, thức nhân đa sự thị phi đa. Lắm chuyện thì sẽ lắm phiền não. Biết nhiều người lắm chuyện thị phi, lắm phiền não nhiều thị phi, tâm quý vị làm sao có thể đắc định. Thật sự mong thành tựu những chuyện chúng ta chẳng cần phải biết, tốt nhất là đừng tìm hiểu. Người chẳng cần phải quen biết thì tốt nhất là đừng giao du với họ. Cầu cho cái tâm của chúng ta định, đây mới là chuyện quan trọng. Các đồng tu muốn thật sự thành tựu trong Phật Pháp, chớ nên khởi sự tu tập từ cả 2 trí không được. Đã có căn bản trí, sau đây quý vị thấy sắc, nghe tiếng, 6 căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, tự nhiên thông suốt, trí huệ bèn hiện tiền. Trí huệ ấy gọi là hậu đắc trí. Các đồng tu đang hiện diện, có không ít vị đã đọc đàn kinh. Lục Tổ Đại Sư có đại trí huệ như vậy. Trí huệ ấy là hậu đắc trí. Do đâu mà có? Do căn bản trí mà ra, từ tâm thanh tịnh mà ra. Ngài chẳng biết chữ, đương nhiên chẳng thể xem kinh. Nhưng quý vị đem kinh đọc từ đầu đến cuối một lượt cho Ngài nghe, Ngài đều hiểu rõ, có thể giảng từng đạo lý một cho quý vị nghe. Vừa tiếp xúc, trí huệ bèn hiện tiền,
không tiếp xúc bát nhã vô tri, không tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tâm địa thanh tịnh, chẳng sanh một niệm, vừa tiếp xúc trí huệ lập tức phát khởi. Đó là hậu đắc trí. Do vậy, chẳng có căn bản trí, chắc chắn chẳng có hậu đắc trí. Quý vị phải nhớ kỹ câu này, đọc tụng Đại Thừa cho nhiều. Này chúng ta đọc tụng Đại Thừa, tôi khuyên chư vị niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Di Đà. Ba bộ kinh này chúng ta thụ dụng cả đời chẳng hết, chẳng cần phải đọc quá nhiều thứ. Thật sự dồn vững công sức nơi ba kinh, bỏ ra thời gian 10 năm, 20 năm. Sau 20 năm, quý vị là A-di-đà Phật sống trên thế giới này. Đó là thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Ngang giảng tầng đừng tu học lung tung. Quý vị học nhiều, học tạp, học suốt cả đời cũng chẳng ra gì, chẳng học tốt đẹp một thứ nào hết. Vì thế, học thứ gì cũng đều phải chuyên. Đây là cụ nhị trí, tức là trọn đủ hai thứ trí huệ. Đoạn nhị chướng. Nhị chướng là phiền não chướng và sở trì chướng. Phiền não phải đoạn, nhưng đừng sợ phiền não khởi lên. Quý vị càng sợ phiền não càng lắm, đừng sợ nó. Phiền não dấy lên thì làm thế nào? Cổ Đại Đức dạy chúng ta niệm Phật. Khi phiền não khởi lên, bèn lớn tiếng niệm Phật, niệm cho phiền não mất đi. Nếu niệm lớn tiếng chẳng thuận tiện, thì quý vị bèn nghe, bỏ máy hát loại nhỏ trong túi áo, mở âm thanh lớn nhất. Âm thanh ấy rót vào tai quý vị, âm thanh nào bên ngoài cũng chẳng nghe. Vì thế lúc tiền não dấy lên, bèn lớn tiếng niệm Phật, hoặc là nghe Phật hiệu niệm lớn tiếng. Nếu muốn phá sở trì chướng, hãy dùng phương pháp niệm kinh như tôi vừa mới nói. Nghiên cứu kinh chẳng thể phá sở trì chướng. Quý vị nghiên cứu kinh điển là tăng trưởng sở trì chướng. Hiện thời rất nhiều Phật học viện dùng phương pháp sai lầm. Bao nhiêu Phật học viện mời tôi không đến, tôi chẳng dạy trong Phật học viện. Vì sao? Có lỗi với học trò. Hàng ngày tăng trưởng sở trì chướng của học trò, không được rồi. Vì thế nhất định phải hiểu đạo lý này. Phá sở trì chướng là tu tâm thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh quang minh, sở trì chướng sẽ chẳng còn. Do vậy phải đoạn nhị chướng. Giác nhị đế. Nhị đế là chân đế và tục đế. Quý vị phải giác ngộ. Trong thế giới này, bất luận là tự thân hay hoàn cảnh, đều có thật và giả. Quý vị hiểu rõ thật giả, đây là trí huệ. Vì là thật, vì là giả. Giả thì chẳng cần phải súc sanh, chẳng cần phải so đo, phiền não sẽ ít đi. Đối với cái giả, nếu quý vị tích cực so đo, sẽ có nhiều phiền não hơn. Thật là gì? Đối với cá nhân chúng ta mà nói, thì bổn tánh của chúng ta là thật. Đối với hết thảy các pháp bên ngoài, pháp tánh là thật. Tánh là thật, tướng là giả. Lý là thật, sự là giả. Do vậy, đối với hiện tượng, đối với hết thảy mọi sự, chuyện gì bỏ qua được, cho qua luôn. Chớ nên ráo riết so đo. Đối với lý, chúng ta phải cầu chứng, phải dồn công sức nơi ấy. Đối với chân như bổn tánh, chúng ta phải chứng đắc. Đức Phật nói kinh đã dựa trên nhị đế để thuyết pháp, cho nên có kinh liễu nghĩa, có kinh không liễu nghĩa. Kinh không liễu nghĩa là do Phật tùy thuận tục đế để giảng. Kinh liễu nghĩa là do Đức Phật căn cứ trên cảnh giới do Ngài đích thân chứng đắc mà nói với chúng ta. Chẳng hạn như ba kinh Tịnh Độ đều là kinh điển liễu nghĩa, đều là cảnh giới tự chứng của Như Lai. Phải thông hiểu điều này, hiểu nhị đế. Đắc tự tha nhị lợi. Câu này dễ hiểu. Tự tha nhị lợi là tự lợi và lợi tha. Người học Phật chúng ta, đối với tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ trong thế gian này, đều phải buồn xuống. Chẳng cầu có được những thứ ấy. Dẫu có đạt được chúng, cũng phải nên lập tức buông bỏ. Vì sao? Tâm chúng ta mới thanh tịnh. Nếu quý vị chẳng buông bỏ,
Danh lợi có thể ô nhiễm tự tánh của quý vị, phải bỏ chúng đi. Đó là tự lợi. Thật sự tự lợi thì mới có năng lực lợi tha. Đặc biệt là chúng ta tu pháp môn tịnh độ, dùng phương pháp niệm Phật này để tự lợi. Niệm tới mức công phu thành tiện, niệm tới mức nhất tâm bất loạn, niệm sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta cũng dùng phương pháp này giúp đỡ người khác, khuyên dạy người khác. Đối với mỗi một quốc gia, nơi chốn trên thế giới, đều khuyên kẻ khác niệm Phật. Ta chẳng giảng pháp môn nào khác, chuyên môn khuyên người khác niệm Phật. Niệm Phật lợi ích vô lượng vô biên. Nhất là lần này, chúng ta thảo luận kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh này thật sự đơn giản, ngắn gọn, tương tận, minh bạch, thật phù hợp với tiêu chuẩn văn tự tối cao của cổ nhân. Đơn giản chẳng rắc rối, ngắn gọn nhưng lại cặn kẽ, minh bạch. Khai giảng lần này, chúng tôi cũng soạn một bài giảng nghĩa đơn giản nhất, khiến cho người khác rất dễ đọc, vừa xem liền liễu giải. Trong tương lai, chúng tôi cũng muốn viết giảng nghĩa cho Di Đà Kinh Sớ Sao. Sách yếu giải có hai bản chú giải. Một là chú giải của Pháp Sư Diên Anh, hai là của Pháp Sư Bảo Tĩnh, tức cuốn A-di-đà Kinh Yếu Giải Thân Văn Ký. Phân lượng cũng hết sức đáng kể. Trong tương lai chúng tôi sẽ viết thành cuốn giảng nghĩa đơn giản để chú giải đơn giản. Phân lượng to như vậy, người hiện thời vừa nhìn đã thấy nhức đầu, vừa nhìn đã chẳng muốn xem nữa. Chúng tôi viết đơn giản mấy trang, người ta thấy sách ý không dày, coi một lát là xong. Do có ưu điểm này, sẽ dẫn dụ người khác thâm nhập kim tạng. Như mộng giác, nghĩa là giống như tỉnh giấc mộng. Đây là tỷ dụ. Giống như hoa khai là hoa sen nở. Mộng giác hoa khai là tỉnh giấc mộng lớn. Đó là hoa sen nở. Nếu chúng ta tách ra, ghép lại theo từng cặp tương ứng, thì do căn bản trí đoạn tiền nào chướng, giác chân đệ lý, đắc lợi ích tự lợi. Giống như chợt tỉnh giấc mộng lớn, giấc mộng ấy là tỷ dụ chuyện này. Do hậu đắc trí, đoạn sở trì chướng, giác tục đệ lý, đắc lợi ích lợi tha. Chúng ta có thể lợi ích người khác, giống như hoa sen nở. Hai câu này nhằm tỷ dụ hai bên, mỗi câu đều có hai bên. Lục tức giả, Tâm Thiên Thai nói Phật có sáu loại, gọi là lục tức Phật. Tức có nghĩa là chính là, có sáu loại chính là Phật. Thủy hồ lý tức, trung hồ cửu căn. Lược bớt những loại ở giữa, chúng tôi trình bày đại lược một chút. Lục là nói theo mặt sự, thì có tất cả sáu điều, tức là nói theo lý. Học Phật có thứ tự cạn sâu khác nhau, cho nên nói là lục. Lại sợ chúng ta nảy sanh mặc cảm tự ti, cho nên phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Vì thế nói tới tức, quý vị chính là Phật, dùng ý hết sức sâu xa. Lý tức là gì? Lý tức Phật. Lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cửu cảnh tức Phật. Đấy chính là lục tức Phật như Tâm Thiên Thai đã nói. Lý là nói tới bổn tánh của chúng sanh. Bổn tánh là Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm và Viên Giá, Đức Phật đã dạy. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Đây là nói theo phương diện nào? Nói đến lý tức Phật. Quý vị vốn là Phật, chính là nói theo điều này. Nếu vốn đã là Phật thì nói cách khác, ai nấy đều có tư cách làm Phật. Người người đều nên xưng là Phật. Vì sao? Vì quý vị vốn là Phật.
Này quý vị biến thành phàm phu là do quý vị mê lý ấy, mê mất tự tánh nên mới biến thành lục đạo phàm phu. Này chúng ta học Phật nhằm mục đích gì? Không gì chẳng nhằm khôi phục tự tánh mà thôi. Thiền gia gọi lý tức là phụ mẫu dị sanh tiền, bổn lai diện mục. Nói về điều này, đây là nói theo lý. Nói theo lý thì bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật chẳng hai. Quan điểm bình đẳng của Phật Pháp được kiến lập từ chỗ này. Vì thế Phật Pháp thật sự bình đẳng, vạn Pháp bình đẳng được kiến lập từ chỗ này. Tâm bình đẳng hiện tiền, thưa quý vị thành Phật. Vì tâm Phật là tâm bình đẳng. Nếu chúng ta muốn học Phật, muốn thành Phật sớm hơn một chút, thì xử sự đãi người tiếp vật, hãy tận hết sức dùng cái tâm bình đẳng, sẽ tương ứng với Phật và chân tánh. Sai biệt bất bình đẳng là tâm phàm phu, không thể chấp nhận được. Thứ hai là danh tự tức Phật. Đây là nói theo tướng phàm phu, trước hết nói theo lý. Theo lý thì hết thảy chúng sanh đều là Phật, chẳng tranh cãi chi nữa. Nhưng nói theo sự thì trên sự tướng chẳng phải là Phật, trên mặt sự tướng chúng ta là phàm phu. Lý tức Phật, các phàm phu đều là Phật, thật sự bình đẳng. Không chỉ con người là như vậy mà ngay cả mũi trùng kiến cũng đều là Phật, chúng nó có Phật tánh, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lý là bình đẳng thật sự, nói theo sự tướng sẽ chẳng bình đẳng. Nói theo sự tướng, danh tự Phật là ai? Là kẻ nghe Phật Pháp, tiếp xúc Phật Pháp, thọ tam quy y, này đang phát tâm học Phật. Phát tâm học Phật thì quý vị có thể gọi là danh tự Phật, là một vị Phật hữu danh vô thực. Học Phật thì đương nhiên là Phật. Giống như trong hiện thời có rất nhiều đồng tu phát tâm muốn tới chùa Lâm Tị thọ giới. Thọ Bồ Tát giới, đang là Bồ Tát. Nhưng vị Bồ Tát ý là danh tự Bồ Tát, có danh hiệu Bồ Tát, nhưng chẳng phải là Bồ Tát thật sự. Bồ Tát thật sự là như Kinh Kim Cang đã dạy, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Quý vị hãy còn có bốn tướng, Kinh Kim Cang đã giảng rất rõ ràng, quý vị chẳng phải là Bồ Tát. Quý vị chẳng phải là Bồ Tát thật sự, mà là danh tự Bồ Tát. Chúng ta phát tâm học Phật, thọ tam quy, ngụ giới. Bắt đầu học Phật bèn là danh tự Phật. Tuy là danh tự Phật, chúng ta phải hướng tới chữ Phật ở cuối từ ngữ danh tự Phật. Chúng ta nhất định phải từ danh tự biến thành Phật thật sự. Có như vậy thì mới chẳng cô phụ dùng ý lập ra sáu từ ngữ này của trí giả đại sư. Như thế nào thì mới có thể là một vị Phật thật sự? Thưa chư vị, niệm Phật, áp dụng lục tức Phật vào niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đúng là tuyệt diệu. Vì sao? Mỗi danh từ đều tương ứng. Nói theo tri danh niệm Phật trong Tịnh Độ Tông, phát tâm niệm Phật là danh tự tức Phật. Niệm tới công phu thành phiến là quán hạnh tức Phật. Trong 12 thời, khi trong tâm chẳng niệm Phật, Phật hiệu tự nhiên hiện tiền, chẳng qua tạp niệm nào khác. Suốt ngày từ sáng đến tối đều là A-di-đà Phật. Đây là quán hạnh tức Phật. Niệm tới sự nhất tâm bất loạn, đây chính là tương tự tức Phật, gần giống như Phật, công phu thuần thục, kiến tư tiền não tự nhiên chẳng còn. Niệm tới lý nhất tâm bất loạn, kiến tư phiền não và trần sa phiền não đều đã đoạn, phá một phẩm vô minh, đó là phần chứng tức Phật. Công phu đạt tới viên mãn, 41 phẩm vô minh phá sạch, đấy chính là cứu cánh tức Phật.
Tôi đã từng nói với quý vị, nếu ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, ta sẽ tu pháp môn gì? Ta vẫn tu pháp môn niệm Phật, chẳng tu gì khác. Tuy ở đó có rất nhiều vị Phật muốn học pháp môn gì cũng có, Bồ Tát rất nhiều, muốn học pháp môn gì cũng đều có, nhưng pháp gì ta cũng chẳng học, ta vẫn là một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng. Vì sao? Vì ta biết một câu A-di-đà Phật này từ lý tức cho đến cửu cảnh tức đơn giản nhất, không gì đơn giản hơn được. Nói thật ra, ta không ngu ngốc. Kẻ thông minh đi theo đường gần, kẻ thông minh tìm một phương pháp đơn giản nhất. Chỉ có kẻ đần độn mới tìm thật nhiều phương pháp, tự mình chuốc phiền, khiến cho mình gặp khó khăn. Ta chẳng làm chuyện ý, ta cứ niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng. Quý vị hãy tự mình suy nghĩ cặn kẽ. Nếu quý vị thật sự niệm Phật tới trình độ tương tự tức Phật, đến khi ấy, hầu như là đối với hết thảy các kinh luận, đúng là chưa xem qua, nhưng mở ra để trước mặt, quý vị đều có thể giảng đạo lý rõ ràng, đạt tới địa vị phần chứng. Các pháp thế gian và pháp xuất thế gian chẳng cần học mà thông đạt hết thảy. Quý vị nói chúng ta còn phải học những thứ ấy để làm gì? Nhà thiền nói, tam tạng 12 bộ đều gọi là dây leo. Đó là nói với kẻ ngu. Chính mình làm khó chính mình tự chuốc phiền. Nên Đức Phật mới giảng tam tạng 12 bộ cho kẻ ấy. Phật cũng không ngại phiền mà cũng chẳng sợ phiền. Chúng ta chẳng làm chuyện này mà phải làm chuyện thẳng thừng thỏa đáng. Tôi nói như vậy, quý vị nghe rất dễ hiểu, cách nói này hay lắm. Cái thị tắc toàn giác toàn mê, trung tắc giác nhi dị tận, mạc nại vô sợ bất giác, kim xưng Phật giả, chỉ cứu cánh giả. Đây là lời tổng kết lục tức. Lý tức Phật là toàn bộ giác, danh tự tức Phật là toàn bộ mê. Do vậy, thoạt đầu là toàn bộ giác, toàn bộ mê, giữa là từ quán hạnh cho đến phần chứng. Tuy giác nhưng chẳng triệt để, giác nhưng chưa trọn hết, tức là chẳng viên mãn. Đến cuối cùng là cửu cảm giác, đó là thành Phật, đây là không gì chẳng giác. Thập thân giả, thập thân được giảng trong kinh Hoa Nghiêm. Nhất chánh giác Phật, chí hợp tùy nhạo Phật, tương cụ ly thế gian phẩm. Kinh Hoa Nghiêm có tất cả 39 phẩm. Phẩm ly thế gian là phẩm thứ 38. Phẩm kinh này khá dài, gồm 5 quyển kinh văn, hoàn toàn giảng về pháp môn tu hành. Thanh Lương Đại Sư chia bộ kinh này thành 4 khoa lớn, tức là 4 loại lớn, tính giải hành chứng. Phẩm ly thế gian là hành, chuyên nói về tu hành, trong ấy nói tới 2000 pháp môn, vì thế kinh văn khá dài. Thử thập thân Phật, duy Hoa Nghiêm hữu chi, nhiên ước kỳ đại yếu, bất xuất giác mãn chi nghĩa. Cố viết thập thân sơ mãn, chánh giác thủy thành, danh viên mãn Phật giả. Thứ nhất là chánh giác Phật, thứ hai là nguyện Phật, thứ ba là nghiệp báo Phật, thứ tư là trụ trì Phật, thứ năm là niết bàn Phật, thứ sáu là pháp thân Phật, thứ bảy là tâm Phật, thứ tám là tam muội Phật, thứ chín là bổn tánh Phật, thứ mười là tùy nhạo Phật. Đây là thập thân Phật được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai lẫn Tông Hiền Thủ đều nói về sự thành Phật. Từ phẩm phổ môn, mọi người thấy Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại hóa thân, nên dùng thân Phật để đắc độ, liền hiện thân Phật để thuyết pháp. Nói cách khác, Quán Thế Âm Bồ Tát có thể thành Phật. Do vậy phải biết, đối với chuyện thành Phật, Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo có năng lực hiện thân Phật, hiện 32 tướng, 80 thứ tùy hình hảo, có thể hiện thân Phật.
từ sơ trụ cho đến đẳng giác có tất cả 41 địa vị. Các Bồ Tát thuộc 41 địa vị này đều có thể hiện thân Phật. Từ thập trụ đến sơ hành, trong 11 địa vị ấy có thể hiện làm tạng giáo Phật hay thông giáo Phật, có thể dùng thân Phật ấy để giáo hóa chúng sanh. Từ đệ nhị hạnh trở lên cho đến đẳng giác có thể hiện làm biệt giáo Phật. Tạng giáo, thông giáo và biệt giáo Phật đều là Bồ Tát, chẳng thể hiện thân viên giáo Phật. Vì sao? Chính Ngài chưa chứng đắc, chưa phải là cửu cảnh Phật. Vì thế chúng ta thường nói thành Phật, quý vị phải hỏi ngược lại, thành vị Phật nào? Thật giống như quý vị nói, tôi đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp khá lắm, nhưng quý vị tốt nghiệp từ trường nào? Tốt nghiệp mẫu giáo, hay tốt nghiệp tiểu học, hay tốt nghiệp đại học, hay tốt nghiệp hậu đại học? Đều là tốt nghiệp như nhau, nhưng trình độ khác nhau. Tạng giáo Phật trình độ thấp nhất, thông giáo cao hơn một chút, biệt giáo lại cao hơn tí nữa, viên giáo mới là vị Phật thật sự viên mãn. Từ pháp môn tịnh độ quan sát cặn kẽ, hoặc quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm kỹ lưỡng sẽ hiểu. Chúng ta tu hành có thể tới thế giới phương khác, tu hành trong thế giới phương khác có thể chứng đắc tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật, nhưng rất khó thành viên giáo Phật. Vì sao? Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương khuyên 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp thân đại sĩ như vừa mới nói bao gồm tạng, thông, biệt, Phật ở trong ấy. Những người ấy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Nếu không đến đó để thành quả Phật trong viên giáo thì giáng sanh cực lạc chẳng có ý nghĩa gì. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới nhằm mục đích gì nói chẳng lọt tai. Chẳng có lý do thì vì sao phải đến? Chúng ta mới quán nhiên đại ngộ. Nếu muốn thành một vị Phật rốt ráo viên mãn, nhất định phải tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế, kinh này là quy túc của Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Phải thật sự giác ngộ, tu hết thảy các pháp môn khác đều là cành nhánh, pháp môn này là căn bản. Thật sự tìm được căn bản, tin sâu chẳng nghi ngờ, tất cả những thứ cành nhánh đều phải buông xuống hết, chớ nên làm nữa. Vì thế hiện thời tôi in kinh bèn in kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Trừ hai kinh này ra, kinh gì tôi cũng chẳng in. Vì sao? Tôi đã hiểu rõ hai bộ kinh ấy là tinh hoa của những kinh pháp được giảng bởi hết thảy chư Phật. Chúng ta phải in những thứ hay nhất, đó chính là lợi ích cúng dường chúng sanh thù thắng nhất. In những kinh ấy công đức còn lớn hơn in kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Bất luận một kinh nào cũng đều chẳng thể sánh bằng kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Bản thân tôi học Phật hơn 30 năm mới lãnh hội sâu xa, cho nên nay tôi hết thảy đều buông xuống, chuyên tu hành pháp môn này. Chính tôi hết sức nắm chắc, tôi có thể giảng sanh. Tôi sống trong thế giới sa bà này là thân cuối cùng, đời sau nếu trở lại, đó là thừa nguyện tái lai, sẽ không mắc quả báo này. Nếu quý vị hỏi tôi dựa vào đâu, dựa vào một câu A-di-đà Phật này, dựa vào một câu này mà thành công. Thứ nhất là chánh giác Phật, tức là thị hiện thành chánh giác. Trong đây có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Các hàng đại Bồ Tát nên dùng thân Phật để đắc độ, bèn hiện thân Phật, thị hiện thân chánh giác. Chúng ta thường gọi chánh giác thân là Phật thân. Thứ hai là nguyện Phật, thuận theo thệ nguyện mà hiện thân. Đức Phật có từ bi nguyện lực rộng lớn, chúng sanh muốn thấy thân gì Ngài đang hiện thân ấy. Phật có năng lực biến hiện, chúng ta không có duyên phận trông thấy, đó là một vấn đề khác. Thứ ba là nghiệp báo Phật,
do vạn hạnh của Bồ Tát cảm thành. Chẳng hạn như trong lần trước tôi đã kể với quý vị, tại Hương Cảng có mấy đồng tu đến Phổ Đà Sơn triều bái Phạm Âm Đồng, lạy Quán Âm Bồ Tát. Ba người cùng đi đều thấy Quán Âm Bồ Tát. Trở về mọi người cùng nhau nói chuyện, ba người thấy hình tượng Bồ Tát khác nhau. Bồ Tát có thể hiện, đó là nguyện thân của Ngài. Chúng sanh trông thấy Bồ Tát dưới hình dáng nào là do nghiệp cảm. Có người thấy Bồ Tát là thân kim sắc, có người thấy Ngài mang thân tỳ kheo, có người thấy Ngài giống như một bà lão. Mỗi cá nhân thấy hình tượng khác nhau. Cũng có kẻ thấy là thân Phật 32 tướng, 80 thứ hảo. Đấy là do nghiệp cảm của cá nhân khác biệt, nên Bồ Tát ứng hiện cũng khác nhau. Chẳng phải là Bồ Tát cố ý hiện thân này cho quý vị thấy, hiện thân khác cho kẻ khác nhìn. Chẳng phải vậy, Bồ Tát chẳng phân biệt, chẳng ưa ghét. Bồ Tát chỉ hiện một thân, nhưng chúng sanh thấy mỗi người mỗi khác. Đó gọi là nghiệp báo Phật. Thứ tư là trụ trì Phật. Trụ trì là trụ trì trong thế gian này. Tuy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã khuất, nhưng xá lợi của Phật vẫn còn. Nay còn có người cúng dường xá lợi Phật, giống như Đức Phật trụ thế. Không có xá lợi, thưa quý vị, hãy cúng dường bộ kinh A-di-đà này. Kinh A-di-đà là pháp thân xá lợi của Phật. Kinh điển này hiện diện, giống như Phật đang ở trước mặt, chẳng hay chẳng khác. Đó là trụ trì Phật. Thứ năm là Niết Bàn Phật. Phật độ chúng sanh, quả duyên hết, Ngài bèn thị hiện nhập diệt. Tượng nhập diệt này gọi là Niết Bàn Phật. Vì sao Phật phải nhập diệt? Nhập diệt vẫn nhằm độ chúng sanh. Có những kẻ cần cừ khác hẳn, Phật còn tại thế, họ chẳng chịu tích cực học, đâm ra gặp Phật mỗi ngày. Kẻ ấy bèn ý y: hôm nay ta không hiểu, còn có ngày mai. Nếu ngày mai chưa hiểu, vẫn còn ngày mốt. Ngày tháng còn dài lắm mà. Họ chẳng quan tâm. Đức Phật vừa nhập diệt, khác nào một gậy đập vào đầu họ, đánh thức họ. Họ bèn liều mạng dụng công nỗ lực, nên có thể thành tựu. Vì vậy, Đức Phật vừa thị hiện nhập diệt, chẳng biết đã độ bao nhiêu người. Năm ngoái, Thầy Lý giảng sanh. Nếu Thầy Lý vẫn còn tài thị, nói thật ra cũng chẳng độ chúng sanh được. Vì sao? Mọi người nghe cụ giảng kinh nhiều năm như vậy, nghe chán tai rồi, giống như gió thoảng qua tai. Tuy có nhiều người ngân ý, bao nhiêu người đều là điểm để tán trợ, tín đồ cũ mà, đâm ra là mỗi tuần đến một lần. Vì không tới thì không được. Quý vị không tới thì các đồng tu khác gọi điện thoại: vì sao tôi không thấy bạn tới? Bạn lại bị bệnh hả? Hỏi đoan hỏi rang, quý vị chẳng thế nào không tới. Thậm chí tới nơi ấy ngồi ngủ gục cũng được, có cả như vậy đó. Nói thật ra quá duyên đã hết. Sau khi cụ vừa mất, mọi người như được đập một gậy đánh thức. Người bình thường chẳng dụng công bèn liều mạng niệm Phật, trong 49 ngày niệm Phật chẳng gián đoạn, độ thật nhiều người. Cụ vừa thể hiện nhập diệt bèn độ rất nhiều người, ngay cả một vị lão cư sĩ còn như vậy, huống gì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có thể tưởng tượng được. Thứ sáu là pháp thân Phật. Trong tam thân, pháp thân, bảo thân, ứng quả thân hoàn toàn có cùng một ý nghĩa với pháp thân, là pháp giới nhất tướng. Nhất tướng là thật tướng. Trong phần trước tôi đã nhắc tới chuyện làm mộng. Trong mộng quý vị nhận biết cảnh giới, trong mộng thấy đều là chính mình. Nếu quý vị thấu hiểu cảnh giới trong mộng là pháp thân của ta, toàn bộ mộng cảnh là pháp thân của ta. Nếu quý vị lại có thể liên tưởng mở rộng ra, tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Nếu quý vị có thể từ chỗ này mà lãnh hội, từ đây mà thật sự chứng, sẽ ngay lập tức tương ứng. Do vậy, quý vị chứng đắc pháp thân thanh tịnh, pháp thân thường trụ, bất sanh bất diệt. Thứ bảy là tâm Phật. Tâm này đặc biệt thiên trọng tâm đại bi, là đại từ đại bi trong bồ đề tâm, nguyện độ hết thảy chúng sanh. Thứ tám là tam muội Phật. Tam muội là định.
Phật thường ở trong định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Chúng ta học Phật điều thứ nhất là phải tu định. Chúng ta thấy trong Trúc Sanh Tùy Bút có một câu chuyện, có một học nhân hết sức dụng công, do hâm mộ bèn đến tham phỏng một vị lão hòa thượng. Ngài là một vị thiện tri thức thật sự. Lão hòa thượng thấy người ấy tìm đến cũng thâu nhận, bảo ông ta ở trong chùa giao cho làm một số việc. Ông ta ở nơi ấy làm lụng suốt 3 năm. Có một hôm bạch với lão hòa thượng, còn tới đây cầu pháp, được lão hòa thượng cho ở lại đây. Nhưng cả 3 năm lão hòa thượng chẳng nói một câu nào, còn chẳng học được gì. Trong tâm rất áo não, hối hận, dường như đã uổng công ở lại 3 năm. Lão hòa thượng bảo ông ta: "Ông chẳng học được gì ư? Ta mỗi ngày đều dạy ông, mỗi ngày đều thuyết pháp cho ông, cứ sao ông chẳng nghe? Thuyết pháp không nhất định phải dùng ngôn ngữ." Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu, lão hòa thượng đã truyền dạy ông ta Phật pháp sống động, ngộ nhập ngay trong cuộc sống, làm sao có thể nói là chẳng học được gì. Lão hòa thượng nói: "Ông ở đây 3 năm chẳng có ý niệm rời đi, đó là 3 năm tu nhẫn nhục ba la mật. 3 năm ấy là tiền phương tiện của tam muội, làm sao có thể nói là chẳng thành tựu." Ông ta nghe lão hòa thượng cảnh tỉnh, bỗng nhiên giác ngộ: "Hay quá, 3 năm chờ đợi tại đó khiến tâm địa thanh tịnh hơn." Vì vậy chúng ta đọc ngữ lục, bao nhiêu người học thân cận một vị thiện tri thức 20 năm, 30 năm rất bình thường. Có người suốt đời chẳng rời khỏi thầy, thầy viên tịch rồi mới rời đi giáo hóa một phương. Những gì ấy đều là gốc sâu rễ chắc, công lực thâm hậu, sau đây đi dạy học nhất định có thể khiến cho Phật pháp được tỏa ngời rạng rỡ. Có người hiện thời học không thành, nguyên nhân chủ yếu là một tí định lực cũng chẳng có, đừng nói 3 năm, định lực trong 3 tháng cũng không có. Ở được 2-3 tuần đã tính ra đi, thật sự chẳng có phước báo. Trong quá khứ, Pháp sư Tinh Dân đã nói với tôi về vấn đề này. Hoàn cảnh Phật Quan Sơn tốt đẹp như thế, vì sao học trò tốt nghiệp xong chẳng muốn ở lại, cứ muốn đi sang nơi khác? Pháp sư Thiên Ất cũng từng hỏi tôi câu này. Sư nói: "Đạo tràng của chúng tôi to như thế này, hết thảy đều vô cùng tốt, vì sao người ta không ở mà cứ đi các nơi? Nói theo Phật pháp thì là thiếu phước, nói theo pháp thế gian thì đại khái là phong thủy không tốt." Nói thật ra, phước đức và nhân duyên có quan hệ rất lớn. Thứ chín là bổn tánh Phật. Bổn tánh Phật là căn bản trí của quý vị hiện tiền. Chứng đắc chân như bổn tánh, thiên gia gọi là minh tâm kiến tánh. Còn người niệm Phật chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Nếu đạt đến lý nhất tâm bất loạn, quý vị sẽ có bổn tánh Phật. Quý vị phải nhớ rõ, niệm tới lý nhất tâm bất loạn sẽ giống như sơ trụ Bồ Tát trong diêm giáo, có thể tùy loại hóa thân. Đối với kẻ nguyện dùng thân Phật đắc độ, bạn có năng lực thị hiện thân Phật, lúc ấy trí huệ, thần thông và đức năng đều có tác dụng hiện tiền. Nói tới chỗ này, chúng tôi phải đặc biệt nhắc nhở các đồng tu một câu: sự nhất tâm và lý nhất tâm chúng ta rất khó đạt được trong một đời này, quá khó. Nhưng công phu thành kiến có thể nói là mỗi cá nhân đều có thể làm được. Nói cách khác, mỗi cá nhân chúng ta đều có phần trong cõi phàm thánh đồng cư. Vấn đề là quý vị có giảng sanh hay không? Địa vị trong cõi phàm thánh đồng cư có thấp quá hay chăng? Không thấp. Lịch đại tổ sư dạy chúng ta, chỉ cần quý vị sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, liền sanh trọn vào 3 cõi trên, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong các chú sư, cổ đại đức đều nói như vậy. Trong các thế giới của 10 phương chư Phật đều chẳng có điều này. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới có chuyện kỳ lạ này. Vì thế, kẻ hạ tẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, sau khi tới đó,
hàng ngày cùng Quán Âm Thế Chí Giang Thù Phổ Hiền ở cùng một chỗ, sống cùng nhau, học tập cùng nhau, du ngoạn cùng nhau, chẳng tách rời mãi cho đến khi các ngài bầu bạn với ta cùng thành Phật, tự tại lắm. Đây là chỗ thù thắng nhất trong thế giới cực lạc, các đồng tu phải nhớ kỹ. Do vậy, đọc kỹ ba kinh, đọc kỹ những bản chú giải tôi đã giới thiệu với mọi người. Chú giải phải đọc nhiều lượt, càng đọc nhiều lần càng hay, đọc nhiều, đọc thuần thuộc, cảnh giới ấy thường hiện diện trong đầu óc quý vị. Kinh Lăng Nghiêm dạy ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Đọc nhiều thuần thuộc, quý vị thường nghĩ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thường nghĩ đến A-di-đà Phật và các Đại Bồ Tát, đó là ức Phật, miễn chúng ta niệm Phật, hoàn toàn phù hợp tông thú tu hành của Tịnh Độ Tông, lẽ nào chẳng giảng sanh. Thứ mười là tuy nhạo Phật. Chữ vào trong ngữ cảnh này phải đọc theo âm quan thoại là vào, nhạo là ưa thích, tuy nhạo là thuận theo lòng ưa thích của chúng sanh mà thị hiện. Đây là mười thân Phật được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tiếp đó là mấy câu nói tổng hợp để kết luận. Nhiên ước kỳ đại yếu, nghĩa là quy nạp về điều trọng yếu nhất thì bất xuất giác mãn chi nghĩa. Tân Thiên Thai gọi giác mãn là cửu cảnh Phật. Vì sao? Chưa đạt định rốt ráo, làm sao có thể hiện mười thân? Có thể tự tại thị hiện mười thân, quả thật phải đạt tới giác mãn rốt ráo. Cố viết thập thân sơ mãn, chánh giác thị thành, danh viên mãn Phật giả. Chánh giác mới thành ở đây chính là chánh giác được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị mở phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, tức phẩm thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm, sẽ thấy Phật thị thành chánh giác. Thành là viên mãn chánh giác, chẳng phải là tạng giáo chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ làm đường cờ cho cảnh giới của ngài. Thiên trung thiên giả, đây là khen ngợi Phật. Chúng ta đối với Phật quả thật chẳng có cách nào tán thán, cho nên ca ngợi ngài là thiên trung thiên, nghĩa là bậc trời của các trời. Thiên hữu tứ, nhất thế gian thiên, chư quốc dương thị. Trong kinh Phật nói tới bốn loại trời, loại thứ nhất cũng gọi là danh thiên, tức là danh tự thiên, hữu danh vô thực. Đây là thế gian thiên, chư quốc dương thị, giống như Trung Quốc vào thời cổ. Hoàng đế xưng là thiên tử, nhưng trên thực tế họ là người, chẳng phải trời. Quốc vương Nhật Bản xưng là thiên hoàng, nhưng cũng là người, cũng chẳng phải là trời. Những kẻ ấy đều là hữu danh vô thực. Họ được gọi là thế gian thiên, người thế gian tôn xưng họ, chứ họ chẳng phải là trời thật sự. Nhị sanh thiên, dục sắc vô sắc chư thiên thị. Sanh thật sự ở trên trời. Phật Pháp nói có 28 tầng trời, dục giới có 6 tầng trời, có ham muốn ăn uống nam nữ. Thiên giới càng lên cao, dục vọng càng mỏng, lên cao hơn là sắc giới. Sắc giới có 18 tầng, gọi chung là tứ thiền, sơ thiền 3 tầng, nhị thiền 3 tầng, tam thiền 3 tầng, tứ thiền 9 tầng. 18 tầng trời này, tài sắc danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, ngũ dục đều không có. Các đồng tu học thiền hãy tự mình khéo phản tỉnh một phen. Quý vị còn có dục vọng hay chăng? Đối với tài sắc danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, có còn động tâm hay chăng? Trên mặt sự không có thì chẳng ăn nhầm gì cả. Khẩn yếu là trong tâm chẳng có. Nếu trong tâm còn động tâm, tôi bảo đảm quý vị chẳng đến được sắc giới, mà vẫn ở trong dục giới. Bởi vậy cũng biết tu thiền không dễ dàng. Tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ bày ra trước mặt mà thật sự chẳng động tâm, mới lên được tứ thiền thiền chẳng đơn giản. Đó là công phu rất khả. Trong tâm chúng ta hơi động một chút ý niệm là không được rồi.
dục vẫn chưa đoạn, vẫn là dục giới. Sắc giới lại lên cao hơn nữa là vô sắc giới. Đây chính là tứ không thiên. Đây là chỗ cao nhất trong thế giới Sa Bà. Chư thiên quầy y thực sự giác ngộ, thân là thừa thải, ngay cả thân cũng từ bỏ. Bốn cõi trời này nói thật ra là thế giới tinh thần, không có vật chất, không có thân thể nên không có thần tướng. Chúng ta thường nói đến linh hồn. Bốn tầng trời tứ thiên không là cảnh giới cư trụ của linh hồn. Có thể sanh lên 28 tầng trời thì gọi là sanh thiên, hàm ý thực sự sanh lên quái trời. Tam tịnh thiên tứ quả chi Phật thị. Tịnh thiên, tịnh là thanh tịnh, chẳng phải là chư thiên thông thường, mà là người học Phật chưa hoàn toàn đoạn hết phiền não, nhưng chẳng sanh trong dục giới. Những gì ấy được gọi là tam quả La Hán, tức là tam quả của tiểu thừa ở trong tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên có tất cả 9 tầng. Thật ra tầng trời thứ tư trong tứ thiền thiên bình thường chỉ có 3 tầng, thêm một tầng nữa là ngoại đạo thiên. Tầng ấy gọi là vô tưởng thiên. Họ cái gì cũng chẳng nghĩ đến, tu thành vô tưởng định, tu định tứ thiền ngoại đạo thiên. Bốn loại trời này đều là phàm phu, vẫn chưa phải là thánh nhân. Trừ bốn loại ra, còn có loại thứ năm gọi là ngũ bất hoàng thiên. Đây là chỗ tu hành của bậc tam quả tiểu thừa. Trong kinh Phật gọi là tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên tử tu hành ở nơi ấy, kẻ căn tánh nhạy bén trực tiếp chứng A-la-hán, vượt thoát tam giới. Kẻ độn căn phải trải qua tứ không thiên. Đấy là tịnh thiên mới thoát tam giới. Tứ quả chi Phật, tam quả sẽ chứng tứ quả ở nơi ấy. Chi Phật là bích chi Phật, hai hạng người ấy ở nơi đó. Tứ nghĩa thiên thập trụ Bồ Tát thị. Từ trời đao lợi trong dục giới lên đến trời tứ thiền. Quá nữa, các vị thập trụ Bồ Tát quá thân trong ý, làm thiên dương, dùng thân phận thiên dương quá độ chúng sanh. Đấy là nghĩa thiên. Thập trụ ở đây là thập trụ trong viên giáo, mà cũng là thập địa Bồ Tát trong biệt giáo. Phật tịnh siêu chi thị thiên nhi hữu thiên giả. Phật tịnh siêu chi đối với bốn loại trời vừa nêu trên đây, Phật đều vượt trội họ, nên được gọi là thiên trung thiên. Đây là tôn xưng đức Phật. Phật vượt trội toàn bộ. Ngày hôm nay tôi giảng tới đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.